어디 가? 와. Em, chào ông đi con. Con chào ông ạ. À, ông chào con. Bà ơi, chúng nó về đây rồi. Con chào bà. Bà về rồi đấy à? Chào con, nghe qua lắm. Quá rồi này. Thôi, vào nhà đi. Dạ vâng ạ. Vào đây. Ừ, con đã chuẩn bị quà Tết hết rồi đây ạ. Năm nay Tết là con đã mua sắm đầy đủ hết rồi nhá. Bánh kẹo này, rượu này, giò, cả bánh chưng nữa. Đầy đủ hết. Ông bà cứ như thế này đặt lên bàn thờ, thế là xong cái Tết. Bánh chưng năm nào nhà chả gói, con mua làm gì? Tết mà mua cứ sắm hết như thế này thì còn gọi gì là Tết nữa. Con yêu cầu bà nhá, năm nay không có gói bánh chưng gì nữa. Bà cứ lọ mọ như thế, chưa kể đến việc nửa đêm nửa hôm phải canh nồi bánh chưng, bày vẽ như thế chỉ tổn hại sức khỏe của mẹ thôi. Năm có mỗi một cái Tết, chị lại bảo chúng tôi là bày vẽ. Mà bày vẽ cho mẹ con chị chứ cho ai? Tết nhất chỉ có tinh thần với ông bà thôi, chứ thanh niên bọn con sợ Tết lắm rồi. Bố ơi, có gì cho con gửi Ken ở nhà nhá, con phải đi công tác. Có thể là đêm 30, mà muộn hơn thì mùng 1 con về. Thế con không kịp phải ăn tất niên à? Con sẽ cố gắng, nhưng nếu con không về kịp, ông bà cứ ăn trước nhá. Này, ở nhà chơi với ông bà ngoan. Nếu như con buồn quá thì con cứ lấy iPad ra mà chơi. Xong rồi mẹ sẽ mua quà cho con nhá. Mẹ đi đây, con chào bố mẹ, con đi đây ạ. Gạo vâng, vâng, đỗ ạ. À, đỗ, đỗ ạ, vâng, vâng, ông để thôi. Để đó. Đây, mua đây. Vâng, để đấy. Thế ông giúp bác cháu tôi về chuẩn bị thêm một ít củi nhé. Vâng, đi đi. Vâng. Đây, em xem lại được chưa? Vâng. Ông! Con chào ông Đỗ. Dậy rồi con. Ngồi xuống đây với ông. Con có muốn học gói bánh chưng không? Biết sao ông bà lại phải gói bánh chưng ạ? Hôm qua mẹ con đã mua hết về rồi cơ mà. Theo ông ấy, Tết ấy thì mọi người cùng nhau gói bánh chưng thì mới gọi là Tết. Có những thứ không mua được đâu con ạ. Vâng. Lá đẹp đấy. Bà. Ken có thích Tết không? Có chứ ạ. Tại sao lại thích? Thì con nhà nghỉ học. Ngày xưa ấy, cứ Tết về là mẹ con có nhiều ước mơ lắm. Được mua cái áo mới này, được tiền mừng tuổi này, được ăn những món ngon. Vâng. Và lại được trông nồi bánh chưng với ông nữa. Nhưng bây giờ mình có thích Tết nữa đâu ạ. Vì mẹ con bận rộn công việc nhiều quá nên quên niềm vui ngày Tết thôi mà. Thế làm thế nào để mẹ nhớ lại hả ông?
cho mẹ đây. Con biết là nhìn không được đẹp lắm, nhưng ông ngoại bảo con rằng quan trọng nhất vẫn là tấm lòng. Trời đất không có gì quý giá hơn hạt gạo cả. Bởi vì hạt gạo nuôi sống con người. Đặt nhân vào lõi, bọc lá ở bên ngoài, tượng trưng cho cha mẹ sinh thành và bao bọc cho con cái. Chiếc bánh hình vuông tượng trưng cho mặt đất. Mặt đất là quê hương, là nơi nuôi dưỡng chúng ta lớn khôn. Khi làm bánh, con phải dành tất cả tình cảm vào trong chiếc bánh và gói lại. Có như thế thì người ăn mới cảm thấy ngon được. Quan trọng nhất ấy vẫn là sự chân thành của mình con ạ. Chị quê nhà bà vui không con? Hai bạn cháu đi chợ săn Tết ạ. Vâng, chào bà. Cháu đi săn Tết ạ. Ông có cành đào đẹp thế. Vâng, đẹp quá.
năm cũ sắp qua đi, năm mới sắp tới. Tín chủ con sắp thừa mâm cỗ cúng gia tiên. Vậy kính mong các vị gia tiên nhiều đời, cụ kỵ ông bà tổ tiên về chứng giám cho thấm lòng thành của tín chủ con. Mong phù hộ độ trì cho tín chủ con và gia đình sống yên vui, mạnh khỏe. Xin. Ông nhâm cho khen cái đùi gà nha. Chanh à, không nhâm. Kìa gió mới đang về đây, về trong mắt trong. Kìa gió mới đang về vây hồn ta. Này nắng ấm thơm hương, còn vương giọt sương để hoa thắm mùa xuân. Đứng bên đời hòa chung tiếng ca xuân về. Đứng bên trời đào quê sớm bên mai. Rồi Tết xuân ràng, Tết xuân về, Tết vui cùng người già và trẻ.